Hi, xin chào mọi người. Sau video Topoki thì mọi người vào hỏi Kim Chi rất là nhiều, nên hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách mà mình hay làm. Công thức này mình tích lũy được sau rất rất nhiều lần làm Kim Chi, nên mình hy vọng mọi người sẽ thích nó nha. Bắp cải thảo mình chẻ làm tư, mình không có cắt nhỏ vì nó sẽ bị ra nước nhiều và nhìn cũng không được đẹp. Sử dụng muối hộp để rắc lên cải thảo, nhớ là phải tách ra từng lớp và sát muối kỹ lên từng bã như vậy nè. Xong hết rồi thì mình sẽ đem đi phơi nắng từ 2 đến 3 tiếng. Thật ra thì không phơi cũng được, nhưng mà độ giòn nó sẽ không bằng. Bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại. Với 2 cái cải thảo thì mình sẽ cần 1 củ cải trắng, 1 củ cải đỏ, 1 củ hành tây, nửa trái táo và 1 miếng gừng. Hành lá và hẹ thì mọi người sẽ cho tùy thích. Xong rồi đem đi rửa sạch và để cho ráo nước. Cần thêm 2 đến 3 củ tỏi. Mọi người đừng lo là bỏ quá nhiều gia vị vào kim chi sẽ bị lãng phí nha, tại vì phần nước của kim chi mình không có bỏ đi đâu. Mình có thể nấu mì này, làm lẩu nè. Táo, hành tây, gừng mọi người đều cắt nhỏ và bỏ chung vào cái tô tỏi vừa lột xong lúc nãy. Hành lá và hẹ thì cắt khúc tầm 3 cm và cho vào một cái thau sạch. Củ cải trắng và củ cải đỏ thì mình bào sợi nhỏ nhỏ như vậy nè, trộn chung với hẹ và hành lá để sang một bên. Rồi mình làm phần tiếp theo, cho 2 muỗng canh bột nếp, 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh nước mắm vào một cái chảo chống dính. Thêm 1 ly nước nhỏ và bật bếp để nấu chín. Dùng phới lòng khuấy đều tay để không bị vón cục và bị khét. Thấy bột dẻo mịn và trong lại như vậy là được rồi. Lấy tô hành tỏi đã cắt nhỏ lúc nãy cho vào xay cùng bột nếp. Trong lúc xay nếu thấy bị đặc quá thì mọi người cho thêm một ít nước lọc nha. Đổ hết hỗn hợp vừa xay vào thau rau củ, rồi cho thêm ớt bột Hàn Quốc. Nếu bạn ăn cay nhiều thì cho thêm ớt bột Việt Nam vào. Mọi người nhớ chỉ cho ớt khô thôi nha, đừng cho ớt tươi. Trộn cho thật đều lên là xong phần gia vị phết kim chi. Cải thảo sau khi ướp muối và phơi đủ thời gian thì nó sẽ héo lại. Mọi người bẻ cong mà thấy nó không bị gãy mà dẻo dẻo như vậy là được nè. Rửa thật kỹ 3-4 lần nước cho nó xả hết muối. Đem vào cắt bớt cái cùi phía trên và vắt cho thật ráo nước. May là có 2kg chứ cỡ 10kg là lên chuột luôn á mọi người. Đến công đoạn phết gia vị lên kim chi rồi đây. Mọi người thấy nó hơi tèm lem là do mình đang làm được nửa chừng thì mới phát hiện ra là quên bấm quay. Mình sẽ phết đều gia vị lên từng lá như thế này nha. Mọi người nhớ canh canh sao cho nó vừa đủ. Chứ mấy cái đầu mà phết nhiều quá là mấy cái sau sẽ bị thiếu á. Làm lần lượt cho đến khi nào hết thì thôi. Lúc này màu nó chưa đẹp đâu, nhưng mà cỡ vài ngày sau á gia vị thấm vào thì màu lên đẹp lắm. Bỏ một hộp hơi đầy nên mình sẽ gấp bớt sang một cái hộp khác. Lau sạch hết viền xung quanh rồi đậy nắp kín lại. Mình sẽ để ở ngoài một đêm cho kim chi lên men và tạo độ chua. Ngày hôm sau thì mọi người nhớ lấy ra thử. Nếu vẫn chưa đủ độ chua như mong muốn thì mọi người để thêm một ngày nữa. Còn nếu thấy vừa ăn rồi thì cất vào tủ lạnh để bảo quản luôn nha. Mình sẽ chèn đầy đủ công thức ở đây để mọi người dễ xem hơn. Nếu mọi người có nhu cầu làm nhiều hoặc làm để bán thì cứ vậy mà nhân lên thôi. Đây là kim chi sau một đêm để ở ngoài nè. Nhìn thôi là đã thấy thèm thịt nướng đúng không mọi người? Chúc mọi người làm thành công nha. Bye bye.